Vào sáng ngày chiến tranh thứ 58 nhằm ngày 3 tháng 12, thông tấn Reuters cho biết ngũ giác đài đã nhận được các báo cáo về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu khu trục USS Kearney của Hoa Kỳ, tuần hành ở Biển Đỏ với cuộc tấn công cũng đã ảnh hưởng đến ít nhất một tàu thương mại trong khu vực. Tàu Military cho biết tàu khu trục USS Kearney đã ngay lập tức phản công hai lần, một lần để vô hiệu hóa chiếc máy bay không người lái tấn công trực diện, lần tiếp theo là để tiêu diệt một máy bay khác theo báo cáo của tàu chở hàng Anh quốc là Unity Explorer. Theo tờ Jerusalem Post, thì cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh quốc cũng đã nhận được thông báo về hoạt động của máy bay không người lái gần tàu của mình, cũng như nhận được báo cáo về một vụ nổ lớn xảy ra tại eo biển Bab el Mandeb ở Biển Đỏ, được dự đoán là địa điểm chính xác xảy ra cuộc tấn công. Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ vào chiều ngày 3 tháng 12 đã xác nhận bốn cuộc tấn công đã được thực hiện vào ba tàu thương mại khác nhau thuộc phía nam Biển Đỏ, với các mối liên kết đến ít nhất 14 quốc gia khác nhau. Bản thân phát ngôn viên của quân đội Houthi là tướng quân Yahya Sari đã tuyên bố rằng lực lượng Houthi đứng đằng sau các vụ tấn công này. Phát ngôn viên của ADF là Daniel Hagari đã nhấn mạnh rằng lực lượng Houthi đã sử dụng vũ khí và tình báo của Iran để thực hiện các cuộc tấn công táo bạo này, đồng thời tuyên bố đây là một vấn đề mang tính toàn cầu liên quan đến các mối đe dọa dành cho nền tự do an ninh hàng hải thế giới. Tính các cuộc tấn công mới nhất từ Houthi, thì lực lượng này cho đến nay đã có ít nhất 3 cuộc tấn công vào các tàu thuyền trong vùng biển đỏ, đa phần là các tàu có mối liên hệ đến Hoa Kỳ hoặc Israel mà dù Israel cho biết tàu thương mại bị tấn công, không có mối liên kết trực tiếp nào cụ thể đến đất nước này. Chiếc tàu Unity Explorer của Anh vẫn được tờ Military cho biết là thuộc về một công ty Anh quốc dưới sự điều hành của thiếu gia Dan David Ungar, một trong những thành viên ban quản trị công ty, cũng là con trai của một tài phiệt gốc Israel là Abraham Ungar. Cuộc tấn công được xem là hành động mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công từ các lực lượng do Iran hậu thuẫn vào các tài sản kinh tế cùng quân sự của Israel, Hoa Kỳ và các nước khác trong vùng biển đỏ.